Nghệ sĩ Diễm Anh, em gái của Thơ Mỹ.
đưa cái gì cái giỏ kia lên. Đó cũng lên, cái giỏ đó, cái giỏ. Nè hả? Nè nè chứ. Nè ơi, tất cả đồ xong ra đem ở đây nè. Thank you.
làm đẹp cho thoại mỹ cho mấy em show nữa đó. Đây thì phần cái biết ha, chỗ nào live stream nói ha, chỗ nào quay hình ha. Rồi chị Mỹ mời khách xuống dưới nhà đi ha. Cái gì vậy rồi, ok mình tạm ngưng chút xíu mình làm lại ha.